Ba ba cắt cỏ đẹp không? Ừ, ba cắt cỏ ngày hôm qua hả? Té con giờ có cắt cỏ ngày hôm qua. Ba chờ biệt, chờ cả nhà lộn, chờ cả nhà đi. Chờ cả nhà. Mẹ để ba đi cỏ máy thì ba khỏi cái lá bưởi dính vô cái dính vô cỏ, cái bụi cây chuỗi hết trơn. Này phải chơi đi, này bữa hai đợt rồi, nay đợt nữa. Nè, nó đỏ rồi. Nó đỏ tươi rồi, ngon rồi. Con đây nè. Ồ, này thấy u mỏ không giờ? Ây nha. Nó chín đỏ. Trời, nó rụng đất quá trời luôn rồi. À, leo trái nha. Ở nhà đi. Tôi leo trên cây nè. Con leo trên cây. Ôi, chùm 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 mũi nhà đã. Ôi má ơi, ngọt tới bậy. Ôi, hay té rồi. Ôi, chùm à. Rồi tao té một cái cho dập mỏ chịu khỏi ăn cơm. Rồi tao quậy, quậy nhà tôi kìa. Quậy nhà tôi nó đang lấy chiếc xe nó kéo ra kìa. Cậu cậu Út kìa. Cậu Út đang phá kìa. Rồi cười, nó có Út cười ha ha. Trời ơi, loại xe kìa. Nó chơi nha. Rồi kìa, chiếc xe. Còn quậy. Này, mấy trái này nó chín trời kìa. Giờ bắt đầu thu hoạch hái. Ê, đổ, bỏ dưới đất, nó đổ. Đừng có cãi. Khoan ơi. Trời, nó ngon, nó ngọt. Thôi khoan đi. Khoan đi đó mẹ ăn. Trời, đi vớ của ông thấy ghê luôn kìa ông Khải. Khởi. Ôi má ơi. Mệt, chó chứ mệt. Ê, vô cây rồi. Khải. Chào cả nhà, chào mừng cả nhà trên hiệu pháp lý của sáng pháp. Mẹ, phải cái này đó, coi chẳng anh bay là tôi leo cây rồi đó. Ô sợ quá. Đây đi chín rồi, nhà đã hái rồi nhờ. Để nó rụng quá trời, với lại chim nó ăn. Này chín đỏ, bữa hổm là nó còn hơi xanh xanh chút. Ăn giòn giòn là chín ngọt luôn. Đây đi, còn là hai cây đi chứ. Ha, mình xin con leo lên cây. Cho coi cái hành ba cái thủy còn cái đó té u hầu bị yêu mỏ gì vậy đây nha. Đây bây giờ mới còn hết cherry cả nhà nha. Nè chín trời nữa nha, chín rồi. Hái đi kì, chín rồi. Ui á, rớt đó, giờ nó rụng rớt quá trời nữa nha. Chín rồi. Đây còn mấy cái này hơi còn hơi sống sống thì mình để lại nha, mấy cái chín vô đầu mình hái. Nhưng mà chim nó cũng ăn nữa chứ. À, hái được rồi. Té con nha. Tăng xong đó. Rồi coi kìa cái nhà, chùm này, chín đỏ. Nó còn loại này, trái thì bự hơn đó nha. Hái nguyên chùm luôn. Kệ nó bỏ luôn đi. Nhà biết ông ngoài chợ bữa nay nó bán là 10 đồng một ký cherry rồi cả nhà. Trái bự hơn ngày chút. 10 đồng trái cherry đột mùa á, mà nó cũng mắc. Wow, mẹ cho lại giỏi. Mẹ lấy hết mấy cái cherry ngon. Nè. Hái cho rồi để cái chim nó ăn. Ủa cái lỗ đây là Khải ơi, đây quá trời nè con ơi. Hai bữa giờ nhỏ nó ăn cho đi, khỏi mua trái cây cho ăn. Bưng đây, có bưng đây nè. Đây nè. Mẹ ơi, bữa con ơi, hôm nay con có sẽ chơi không? Chị bà thấy cũng hề dữ á. Đi chưa bể chiều là dễ chưa. Mẹ, cái này con đang đục không mẹ? Đục ơi, bỏ trong cái rổ đi. Đợt năm ngoái là nó bị thất mùa ấy nhờ. Ở đây ai cũng bị hết trơn. Nó mưa cái nó lạnh phần nó hư luôn ấy nhờ. Đưa cái rổ đây mẹ Khải ơi.
Cái đỏ đây con. Rồi nó mọc xuống đất luôn cả nhà đó. Đó, nên lên vết. Mẹ, mẹ. Cái gì? Mẹ, cái này nó, mẹ, cái này nó ăn rồi mà. Vừa nữa. Thôi mang lại đi. Đưa cái đổ đây Khải, còn ông kia làm gì á? Ê, bóng cái cây gây nắng nè. Wow, chín được nhiều. Hải đi. Cậu Nguyên Trâm à, trời ơi, chín đỏ chưa ngon nha. Mình á. Chơi Nguyên Trâm luôn. Chín điệu hóa là giật Nguyên Trâm nè. Ừ, con nhiều nhớ rồi kìa. Hả? Còn hả? Nhiều quá. Còn hơi 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 hồng hồng thì chút mời chiều ra hai tiếp. Ui da, ui da, dương cái nón. Hồi leo hết nổi rồi ông già ơi. Leo nổi mà có hái được đâu. Leo nổi miếng xào xào không à. Nó đang ngồi giờ hái ngồi nó lựa. Con không thích nó chứ mà ra. Trời ơi, mẹ hái thì hái thôi, con lựa đi chứ giờ sao mà mẹ chia ra được, mẹ có một tay à. Cho chơi đi nha. Ơi à, chín lâu xe đâu hả? Ngon dạ. Này nó màu có màu đỏ rồi. Hái đi con, hái đi, bỏ cái đỏ đi. Mình có hết mấy cái màu vàng chưa? Trời ơi, lật đi mới lấy cái nhà lật. Nó cũng mê lo, mà nó có không thích mấy cái màu vàng. Trời, đích tiện chuyện của con. Mệt mỏi. Cái trái nó bị nứt ổn. Mẹ. Ơi. Cherry này thì nó nhập về, Việt Nam thì lại mắc. Như cốc ổi bên đây, ấy cốc ổi Việt Nam mình. Mẹ mà con mày gửi mất cái màu vé à. Nhập qua bên nước ngoài này thì nó lại mắc. Chết vậy nè. Ở Việt Nam mình thì rẻ về cái gì. Nó bị hư cái đó, nó bị chết bởi sao đi nào mà chết. Trái cây này nó bị hư. Cây dở là học của con, cái đứa biết của con. Cây ta bị hư, cái cây nào bị chết. Còn Nguyên Trâm nè. Mẹ lên cây này. Chết cha. Nguyên nhánh đi luôn rồi. Nhánh này nó giòn quá, giật nguyên nhánh đi luôn rồi. Hái gì vậy? Đó lật ra, giật mạnh quá. Có một tay vậy không mấy. Nhẹ chứ. Nhẹ chứ. Hái cho đi. Hết luôn, khổ vô của Khải hái đi. Nè mấy trái màu ru đây quá trời rồi, sao không hái đi tụi bay. Ủa con hái chưa? Đi nè, thấp chẩm đi nè, đi cái đỏ đi Hoài. Con có tên Hoài. Tên gì? Khải. Khải xấu. No. Khải xấu quắc. Đưa cái đỗ đây. Như cái cherry mà đưa cái đỗ người ta hái chứ cái cherry mà ôm cái rổ. Ngoan đi, ngon không? Chào cả nhà cho con chào đi. Không bỏ vô miệng ăn kiểu đó mẹ dặn ăn sao? Mẹ, papa. Cắn ở ngoài không có. Không có bỏ nguyên trái vô họng. À, à. Chuyện đàng hoàng à, đưa cái đỗ đây Khải. Bưng ở đây mẹ thả nè, đâu mà thả vô. Ui dạ. Bỏ mặt tè đi. Lát nữa vô lửa, đi hái đi. Nó qua cho ba con hái nhiều. Con hái nhiều hả? Nãy giờ con có hái đâu, mẹ hái không à. Chín bầm luôn rồi. Chín bầm luôn rồi. Đây. Cái nhà nó mập chùm mà lá luôn nha. Cái này nó cái bồng con. Cây ơi cây. Dùng lấy cho mẹ cái rổ khác rồi kì. Cái thằng đó nó ôm cái rổ đi rồi kì. Đưa cái rổ ra cái thằng quái. Trời ơi bà ông này ghê á. Đón. Ngồi nó mày lừa đi. Mệt quá. Mẹ nói là mẹ không có gỡ được nha. Nghe nói chuyện nhỏ nhẹ nha. Đừng để nạt nha.
Ồ, nguyên trầm cho mày nè cả nhà, đây nè. Đây. Mọc chùm 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 đấy nha. Ui dạ. Ừ, chùm mày mà có trái nó bị hư ổn. Bắt được nhiều dữ vậy trời. Ừ. Cây này hái được mấy rổ luôn chứ đó, mà nhiều gì phải không con? Không không bé ơi, anh có vợ rồi. Trời. Cái gì? Trời ơi, nó mọc chùm 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 đó. Trời, kiểu nó ra nó hái cherry phụ, nó ngồi nó lặt cái cọng màu xanh nó ra. Hai đứa kia thì chơi xe gì ngoài kia kìa. Nó bỏ tôi hái một mình. Đúng rồi. Học luôn nguyên chùm nó bị hư uổng kìa cả nhà. Dạ. Ngoài chín ơi. Rồi chín mầm, chín đỏ luôn mà nó bị hư uổng. Chết rồi, dính quần cho thầy rồi. Con bé nhẹ á. Trời nó hư. Uổng. Ơi. Lát cái đứa này mẹ, lát cái đứa kia mẹ. Ê, quay chết chết không mày. Ơi. Ừ, bơm đi mà bơm cherry chứ bơm cái gì? Cái gì? Để con đi qua cho ba mẹ nha. Thôi để đi cái rổ tôi đi bỏ vô ông đi bưng đi. Hừ. Cái gì? Ai? Ơi. Ờ thấy rồi. Thấy rồi. Nói cho rồi cho nó im mệt chú quá. Khóc một cái là đi vô nhà liền tại chỗ nha. Nha. Bơm nó mà bơm. Cái cherry của người ta bơm nó mà bơm. Cái bơm nó bự chứ cho đi bao nhiêu lần mà mới mày chỉ bơm mình chỉ cần khóc ốc ỉ ôi đi rỡ đây không cho mẹ đâu, mình có mấy cái là xanh rồi đưa cái rổ đây. Nó rớt ra ngoài làm như dầm ơi không phải thì mày thải nó rớt ra có mấy trái nó còn rồi. Còn hơi trời chứ đỏ bầm rồi. Nguyên trời mày đỏ bầm hết luôn rồi. Ui. Nghe nha. Để luôn đi mẹ. Ừ. Cái gì? Đỏ bầm. À có nhiều quá đỏ hay không lấy hả? Cái nào ta đây đầu hái mà lấy chứ không lấy. Cái bà nhà kế bên của mình đó hả? À, cái cây cherry của bà hả mọc quá thì trái luôn, nếu mà nhà mình đi mà bà đâu có hái thì bị già thôi nha. Bà chứ không phải 70 bảy mấy ngoài. Cái này nó bị chết rồi bà. Chết dục ra. Nó bị hư, bị chết. Thấy à, thấy bà không có hái là thì bà cũng lớn tuổi rồi. Uổng ghê. Nhưng mà bên đây là già rồi chứ. Ừ, bên đây là không có vụ mà lòn ngôi nhà người ta hái đâu nha. Không có thể được hái trộm đâu. Có gì là họ thưa là mình không có được. Nhiều khi không ăn thì bỏ ra nhà thấy mình thấy ổn. Chứ mình đâu có hái được ngôi nhà người ta mình hái được đâu. Rồi đó chứ Thanh. Mình hái. Hái sợ gì vậy? Mẹ. Cái gì? Tại sao chị cho hái xương mẹ gì vậy? Mẹ. Ui, chị có hỏi nữa. Trời ơi, mệt quá anh mấy chị ơi. À, sao mẹ hái mấy cái màu vàng. Rồi anh ba hái được phụ rổ. Trời ơi, ông kia ngồi ăn à. Ăn gì á quậy? Quậy em. Ông cho đi. Trả lời đàng hoàng coi. À, nói chuyện vậy đó phải không? À, nói chuyện cái đàng hoàng nha. Hai bên mẹ nè. Hai bên gì? Đây. Ôi, trông trái nó đỏ nữa, nó bị nứt rồi. Uổng. Đi rớt rồi đi rớt ngoài đi đi. Lẩm đi, lẩm đi. Rớt. Trời, cái này đỏ bầm luôn. Đỏ bầm luôn đó nha.
Con cắn ra, con không có bỏ vô họng nguyên trái nha, cắn ra nha, mày dạy ăn sao? Bỏ nguyên một trái vô họng mắc cổ chết á. Cầm cắn đàng hoàng. Hết mấy cái màu vàng sẽ phải nha. Ok nữa. Ok ok nữa. Cái chân nó đỏ đỏ. Bưng lỗ đây con ơi. Hai đứa. Đây mẹ chế đưa chế cái lỗ đây. Đây cho nên là không có thuốc không có gì cả nha. Tự nhiên luôn, tự nó mọc lên kia cái nọ này, đậu trái ăn này, bỏ bán thuốc gì đó. Có sao không vậy, nó mọc chùm rồi nha. Không biết cái lèo nó có hái được gì mà nó đặt nó leo đó nữa. Qua cho bao giờ trời cho nó bưng một rổ đổ một cái bây giờ. Mẹ ơi, ăn đi. Ngọt không hả? Quậy ngọt không con? Ngọt không hả? Em nhớ cho chị đi, tội nghiệp không quá chị hai làm rớt dép em lụm giùm mà chó thương em vậy đó. Thì không thương em đó, đã đưa đàng hoàng tử tế chứ. Đưa đổ đây mẹ, gì hả? Gì vậy? Đổ. Rớt cái gì vậy? Đi đổ khác đi. Hả? Dạ. Hả hả? Lấy thuốc lấy khải. Lấy đổ khác đi. Lấy thuốc khải. Vô đây đổ khác đi. Ướt à. Ủa vô đi ướt cậy đấy, cái gì mà mình đi quăng ngoài vậy? Còn ở trên nữa kìa. Để lên trên hái. Nè cái đi vô. Ừ, đây cả nhà, cái chín đỏ rồi. Đây mới hái rổ lên cao hái đây, chín rồi nha. Ngoài kia sao hái mẹ ơi, thương ri và mẹ có nói những thương ri cái ông này. Ai đâu có mẹ. Không có phát xê nha. Cái gì? Quỳ thương ri đương nhiên, bây giờ không ai nói gì tao, ổng những ổng thương ri. Đây nè. Ở trên kia nè. Quỳ thương ri. Rồi dưới kia nó kìa đó. Kèo kèo hái luôn. Thôi nghe đủ rồi nghe bé đi. Thằng này đứa mà đứng la hoài vậy. Chính là hái rồi. Tôi mấy cái cào quá không hái tới. Cào hái vậy. Cào cào hái luôn. Rồi. Thật nó giờ không ai nói gì nữa, mình cứ thương đi. Dạ, em thương anh. Thương anh cả cuộc đời em, ok. Anh đừng nói nữa nha anh. Dạ, cái đứng như vậy. Quá mệt mỏi với anh. Ủa, quậy em đâu, ở quậy anh rồi, quậy anh bên kia kìa đó. Hai mẹ con lên cây hái nè. Hái một bún nguyên chùm đi luôn. Phải mập đầu mình nữa nha. Đã không? À, hái à. Mấy con đi hái chơi đi chơi rồi. Đã rồi nha. Đây mọc chùm luôn nha. Đây nè. Chùm chín đỏ rồi. Hái vô bỏ cái lạnh ăn. Ăn mà nó chín một lèo nhanh nhập, mà nếu mà người ta nhập về Việt Nam thì trái nó bự hơn nha.
Có, còn cũng có trái nó đỏ bầm luôn, bầm bầm đen luôn á nha. Rồi hái luôn cái nhánh cây đi luôn. Bầm đen luôn. Cái trái thì nó đỏ rồi, đỏ tươi tươi một chút. Đây. Cái trái này trên. Ồ, chùm trên nữa kìa. Đấy. Sao hai tới? Cho đi. Rồi, đây nè. Làm cây hái, cây cao luôn. Mình lòng bên trên hái. Còn là bên trên nữa nhà hái hết rồi cô nhà ơi. Đây. Trái chín quá trời rồi. Đây, tụi mình cũng dài được kết thúc ở đây nha cả nhà nha. Đây mà cherry cho cả nhà xem chút xíu là bố mẹ con đi hái cherry mới dọn nó mới được đi chơi trường. Chào tạm biệt cả nhà nha. Mọi người cũng đi tiếp theo nữa nha. Chào tạm biệt. Này, này thấp hơn. Chín đỏ bầm ở trong. Mấy cây đỏ bầm này ăn ngọt. Mấy nhánh ở dưới này. Bây giờ chưa hái leo trên rồi. Đây nha. Như nào vậy? Như nào la gì à? Làm quá quá. Bưng à, hai đủ đầy à, ba nó bưng vô hết rồi. Hả? À. Má. Gì? Mà nhưng mà nó chết xuân xí. À, đi. Đây nắng, vô vô đây con. Má. Thôi đi vô nhà. Còn ở trên nữa kìa. Mời chịu cả hai tiếp. Mệt quá. Ừ, chào tạm biệt cả nhà đây. Ray, tạm biệt cả nhà đây. Xin tạm biệt cả nhà. Xin tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà. Con tới là con tới là. Hai. Ba ba trả già chú sách chiếc gì dễ. Chú phải đang nói cơ nói dạ con quên mất. Khải bye đi Khải. Bye bye. Sống cho bây giờ chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Chơi gì á? Tự nhiên đâu phải chúc mừng năm mới. Ở đây bye ơi. Bye.